Chồng kèo lên vậy á thì nó hơi hung nha cả nhà, biết gì sao nha. Quá wow. Trời ơi khủng rồi cả nhà ơi, dám vôi quá phê quá phê. Đồng mít chào cả nhà nha, lại là Đồn đây cả nhà ơi. Thì hôm nay á Đồn có một chút công việc dài nó làm sao cái dầm vô trong đây nó cùng dính trong mình ra quá trời thôi. Đây nè cả nhà, trời ơi bây giờ không nó đâm còn cái đen trong đây nè cả nhà thấy không, nó còn cái dầm trong đây luôn, bác xuống khỏi ra tự đau quá trời đau, tét chẻ chẳng cả nhà, nó hiếp lại. Thì hôm nay Đoàn về quê có một số công việc đó cả nhà, nên cũng không có ra video để cho cả nhà mình xem, thì cũng mong cả nhà mình cũng thông cảm và đồng hành cùng Đoàn. Thì Đoàn cũng xin cảm ơn cô dì chú bác anh chị em gần xa đó, và các anh em đồng nghiệp đã bỏ một chút thời gian quý báu để xem clip và ủng hộ kênh Đoàn nha. Cập nhật tình hình với cả nhà mình là hôm nay Đoàn bắt cái tổ này cả nhà. Ây da, Đoàn cái tổ ong nó nằm dưới đó. Ây da, ây ôi ôi ôi, Đoàn cái tổ ong nằm trên đó đó cả nhà, nằm khuất lá trên đó đó. Thì hôm nay để Đoàn lên Đoàn bắt lại coi có mặt gì hay không nha cả nhà. Thì cái ổ này Đoàn đã bắt rồi một dao, cách nay là cũng lâu rồi, khá lâu rồi, cũng nửa tháng ạ. Hôm nay mưa quá chừng luôn, mưa dập dùi không biết ngày nay có mật bọng như hôm nay nữa, thấy cũng u mực. Thì bây giờ để Đoàn tiến hành lên trển coi có mặt hay không nha, rồi cả nhà cùng đồng hành cùng Đoàn nha, cả nhà đừng rời máy nha cả nhà. Ok let's go, mình lên thôi cả nhà ơi. Ok mình lên thôi cả nhà ơi. Hôm nay Đoàn về quê bận một số công việc nên không có la clip đó, cũng mong cả nhà cũng thông cảm cho Đoàn nha. Đoàn xuống dưới chỗ làm thì bây giờ là cũng tầm 2 giờ chiều hơn rồi cả nhà, nên Đoàn không có đi kiếm, nên Đoàn đi lấy lại cái ổ cũ để mang những cái ổ Đoàn cắt rồi đó, cắt lại dân hai đó để gửi đến cả nhà mình xem. Chứ bây giờ chiều rồi, tối rồi cả nhà, quay xong chưa đi kiếm thì ông lúc này cũng hết mùa cũng chua lắm cả nhà, thì Đoàn kiếm có thì Đoàn sẽ quay ghi hình lại cho cả nhà mình xem. Cái ổ nằm phía trên cả nhà, rồi bây giờ để Đoàn leo lên khúc nữa Đoàn review cho cả nhà mình thấy rõ hơn nha. Đây cả nhà ơi, Đoàn lên tới ổ rồi nè cả nhà, đây nè cái ổ đây nè đó, này kéo dĩ cũng lớn lắm cả nhà, đầu lên đây thấy u lắm, thấy cũng u lắm nè, ôi Đoàn cho nó bung luôn cả nhà đó, hết biết chưa, hết biết cái tổ rồi cả nhà. Mặt Đoàn thấy nó bu u dữ lắm mà không biết đây u con giả hay là u đây, nhưng mà ra bầu mặt này thì có mặt nha cả nhà đó, đã ghê chưa. Rồi bây giờ Đoàn tiến hành cho nó ra nha cả nhà, ông với bà ra. Chút nữa à.
Ổ này còn quá nhiều chòm kèo rồi cả nhà ơi. Mấy cái ổ mà chòm kèo lên vậy á thì nó hơi hung nha cả nhà. Ổ tấp. Kéo dĩ vô tới đây nè cả nhà. Biết mặt ổng thì sao nha. Wow. Trời ơi khủng rồi cả nhà ơi. Chám vôi. Quá phê quá phê. Còn này cả nhà. Cuộc đòn tay chân không còn gì hết. Ổ này đòn nói hung, đòn nói hung mà. Đợt trước á nã đòn chạy xì khói luôn. Rồi bây giờ để đòn ráng lên đây để quay cái bộ mặt cho cả nhà mình coi ha. Đó. Dám vôi hết cả nhà ơi. Không biết có khủng hơn đợt rồi hay không đây. À. Bên đây nè cả nhà. Để đồng cố gắng đồng quay cho cả nhà mình coi nha. À, thật sự rung tay cả nhà ơi. Hết biết cái bộ mặt chưa cả nhà. Đồng cắt nay chắc cũng tầm 16 17 ngày đó cả nhà. Đó đó. Hôm nay làm như có mưa nó ăn lại hay gì đây. Còn không thấy rõ nữa cả nhà mình thấy chứ đòn cũng chưa thấy rõ nha. Đó, hết biết chưa. Dám vô được phút cả nhà ơi. Bây giờ để đòn kiếm thế đòn lòn à. Lòn trên trước có quay được không nha. Phê không cả nhà. Ông với bà chơi nã vô cái tay cầm máy quay phim không luôn á. À, rung tay cả nhà thấy nó lắc cái màn hình là cái tay của đoàn rung đó cả nhà. Rồi. Để đoàn ráng lòn trước cái nữa rồi đoàn quay sơ cho cả nhà mình coi cái nữa rồi đoàn cắt nha cả nhà. Vố quá vố rồi cả nhà. Đây cả nhà, để đoàn cố gắng đòn lòn trước để quay cho cả nhà mình coi nha. Đây cả nhà. Biết có thấy không chứ đòn là đòn vàng lên như vậy, đòn quay đỡ như vậy đó. Thì cả nhà có gì cả nhà cũng thông cảm như bỏ qua cho đòn nha. Mặt nó dài vô lúc trong đây nè cả nhà. À, phê. Cả nhà xem mà thấy yêu mến đòn thì cho đòn một like nha cả nhà. Đòn cảm ơn cả nhà nha. Quá đã luôn cả nhà. Từng ngón mặt nè. Hết biết không? Hết biết từng ngón mặt nè. Rồi, bây giờ đòn tiến hành cắt nha cả nhà. Đây nó muốn làm cục nữa nè cả nhà. Đó. Đối tượng nè cả nhà thấy không? Nó bên đây nữa nè. Đó.
Rồi, bây giờ đồng sẽ bắt sâu ra nha cả nhà. Sẽ bắt những con sâu này ra nè. Đó, chạy nè. Sâu nè cả nhà. Con sâu này nó vô nó phá. Sẽ không làm mệt nha cả nhà. Bắt cho nó ra hết mới được. Tổ nó mới làm mạnh là được nha cả nhà. Rồi. Rồi bây giờ đoạn thao tác cắt mặt nha cả nhà. Quá phê luôn. Đoạn cũng lạng bớt ba cái phấn ra rồi nha. Tại vì đoạn không thấy rõ, không biết là nó đã hết hay chưa nữa. Thì một lát á, nếu mà chưa hết thì đoàn sẽ lạn lại thêm nha cả nhà, còn sửa lại cho nó hết hết phấn mới được nha. Đó, không biết là nó còn hay không nữa cả nhà, coi hộ đoàn nha. Còn không nữa, phấn quá nhiều phấn cả nhà ơi. Ba cái phấn giá này quá nhiều luôn, bầu mặt thì cũng lớn lắm mà toàn là phấn không nhét phấn không mặt hết sạch à. Đấy thì còn được nhiêu đây nè cả nhà ơi. Rồi bây giờ đoàn sẽ tiến hành cắt nó nha cả nhà. Vô rồi xuống thì đoàn sẽ khoe cái thành quả cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà yêu mến đoàn á thì đừng quên cho đoàn một like nha cả nhà. Đoàn cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ đoàn tiến hành cắt nha. Ông nó dồn lên trên hết rồi nè. Quýnh đã rồi. Thì đoàn cắt cái bọc mặt ra rồi nè cả nhà. Hơi bít bít ra, giật giật ra cho khán giả coi. Đó, thì đoàn cắt với đoàn lọc phấn nè cả nhà ơi. Lọc phấn phấn quá chừng luôn, đồ đọt gọt bỏ đây nè, với bỏ ở dưới. Quá chừng luôn, bỏ đó cho nó ăn lại nha cả nhà. Đó, phấn lẫn mặt. Còn như đây chắc tầm cũng được 3 xị mặt đó cả nhà. Mà cũng ngon lắm. Tại vì mình phải lọc ra hết nha cả nhà, nếu không thì mình để nó sẽ lẹ hư mật lắm. Mình xài thì nó rất là tốt, nhưng mà mình bán cho cô dì chú bác á, người ta để lâu á thì nó không được nha cả nhà. Đó, rồi nó mất cái uy tín của mình á. Rồi bây giờ đoàn sẽ bỏ nó vô để đi xuống cả nhà. Rồi đoàn sẽ quay thành quả chi tiết hơn cho cả nhà mình xem nha. Đó, đã chưa cả nhà. Đó, thì bây giờ đoàn cắt sửa dĩ đầu lại đó rồi ok nha cả nhà. Đó, dĩ nó đang kéo non xuống đây nè. Thì bây giờ đoàn sẽ bỏ cái điện thoại vô trong hũ. Rồi đoàn sẽ đi xuống góc nha cả nhà. Rồi xuống tới chỗ thì đoàn sẽ quay cái thành quả cho cả nhà mình xem chi tiết hơn nha. Rồi cả nhà đừng rời máy nha. Đây cả nhà ơi, thì đoàn xuống tới vỏ rồi nè cả nhà. Quá chừng nó dí thì con ra muốn tới vỏ nó vẫn còn dí thì nó quấn. Đây. Đây cả nhà ơi. Quá ngon luôn, mặt quá đẹp luôn cả nhà. Đợt này thì nó làm cục mặt bự hơn cái đợt trước nha cả nhà. Nhưng mà tại vì là nó phấn nhiều quá đó, đi nên là mặt nó còn chắc tầm 3 xị được cả nhà. Đó, 3 xị mặt được nha. Còn đợt trước thì xuống đợt đoàn dắt ra đó thì nó được 1 lít 1 xị cả nhà. Đó, còn đợt này thì chắc tầm 3 xị cả nhà. Tại vì phấn quá nhiều. Chứ cái bầu thì nó bự hơn đợt rồi nha cả nhà. Đó. Rồi, thì giờ đoàn bỏ vô cả nhà. Sắp tới đây thì đoàn cũng có đi sôi mực rồi đó cả nhà. Thì cả nhà nếu mà với lại bắt cua đồ này kia, thì trong thời gian sắp tới nếu mà cả nhà xem mà thấy yêu mến đoàn thì đăng ký kênh để ủng hộ đoàn về những cái cuộc hành trình săn bắt đó nha cả nhà. Thì đoàn cũng xin chân thành cảm ơn. Thì cả nhà mình nếu mà thích đoàn quay về cái video gì á, thì bắt cua hay là bắt tôm tích hay là sôi mực gì đó, thì cả nhà cứ bình luận góp ý cho đoàn biết nha. Rồi để tới dùng mùa thì có thì đoàn sẽ đi bắt và ghi hình lại để gửi đến cô dì chú bác anh chị em gần xa mình trên khắp mọi miền đất nước để có một buổi xem clip của đoàn giải trí nha cả nhà.
Rồi Đồng chân thành cảm ơn cả nhà. Rồi Đồng bye bye cả nhà luôn nha. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo.